Hi, Thái xin chào buổi sáng cả nhà nha. Thì cả nhà thân mến, sáng hôm nay thì mấy anh em Thái tiếp tục đi rừng mọi người ạ. Thì hôm nay mấy anh em Thái sẽ tiến vào một con suối ở trong rừng. Thì hôm nay mấy anh em Thái sẽ tiến hành là dùng cái đó làm bằng tre để đắp nước lại, rồi chặn nước, sau đó là dùng cái đó để đơm cá suối nhé mọi người. Thì ở mấy anh em Thái sẽ ở trong này một ngày để làm video cho mọi người cùng xem ha. Thì hôm nay dụng cụ đồ người hôm nay là đem theo một cái đó này, gạo này, ngoài ra không đem đồ ăn nước uống hết nhé mọi người. Thì con suối ở trong rừng ấy thì nó cũng khô rồi mọi người ạ. Thì cái việc đắp nước là rất là dễ dàng luôn. Đây anh Bình đang cầm cái đó đơm cá này mọi người. Thì bây giờ hai anh em Thái sẽ tìm, đúng rồi, anh em Thái sẽ tìm cái chỗ mà để đơm cá không. Đấy mọi người thấy con suối trong rừng là rất là đẹp không, phía dưới kia là có một cái thác này mọi người, thác vô cùng đẹp luôn. Hầm này sâu ấy. Rồng dễ trượt lắm nha cha. Ở đây ha. Ngay đây ha. Rồi thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ dùng xem lấy bi bóng đắp nước. Ông. Đã bóng lỡ đâu tôi không biết con này. Trong cái bao kìa. Ai biết lỡ cái bao đây, cục bao đó. Bây giờ mình chắc đá lại cho nước nó lên ha. Chắc đá nước lên. Ừ. Ô con lươn, con lươn. Con rắn. Ồ, rắn nước. Lươn đâu mà nổi lên nước cha. Rồi thì bây giờ hai anh em Thái sẽ dùng đá để chắn nước lại không. Lấy rong này thủ lại. Ồ, ở đây có rong nè. Ngon á. Ông kia có đứng gì trên dây vậy? Đứng dây. Thấy cái đó bao giờ cũng. Cầm đâu? Hả? Cầm đâu? Đi. Cái chỗ tôi bỏ bao giờ luôn hả? Còn có thuốc tôi rớt ở đâu à? Ừ. Còn không có thuốc rớt đâu ta? Còn rớt đâu ở đây, rớt ở đâu ông đậu? Rớt đâu không có gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cạn nó hấp rồi chứ không ta. Còn tiếp hồ sau hả? Ok cả nhà. Đây, hai sẽ quay cho cả nhà xem không. 5 phút là xong cái đập nước đó mọi người. Đấy. Đây là cái đó đông cá nè mọi người. Chút nữa ngập lên là cá nó sẽ chui vô đó ha. Hy vọng sẽ có cá để trải nghiệm cùng với cả nhà ngày hôm nay. Thì dưới kia cái thác nè. Nước lên cao liền không? Chút nữa ngập tràn hết. Đấy. Con suối nó dọc lên trên rừng rồi mọi người. Rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà, giờ bây giờ phải chờ đợi thôi mọi người ạ. Bây giờ Thái và anh Bình sẽ chờ đợi nước nó dâng lên và xem thành quả nhé cả nhà. Tầm chắc khoảng 2 đến 3 tiếng thôi. Rồi thì bây giờ hai anh em Thái sẽ đi khám phá cái khu vực này một xíu ha. Thì Thái sẽ cùng với anh Bình đi thăm cái thác. Tham quan cái thác là như thế nào. Dưới đây cái thác này cả nhà đẹp gơ sừng sững gơ mà hùng vĩ lắm cả nhà. Ồ chim sâu à. Hả hả, con chim sâu nè. Anh Bạch nè, chim sâu anh Bạch. Thôi anh Bạch ha. Đây ồ con gì ở đây nhiều dữ đây. Hay là người ta đốt quá, đốt mà người ta chơi nè. Ô. Wow. Kinh khủng chưa cả nhà. Cao lắm nhé cả nhà, tầm khoảng 20 mét đấy. Ở đây có cây gì nữa đẹp hơn anh Bình. Đây kia nè. Phượng hả? Phượng rừng hả? Đâu đâu? Ai đù. Đó là kích rồi chứ. Nằm trong đá thì sao đạo. Ai đù, đẹp dữ vậy. Đá thì có chị bên lấy con kia ra lấy được nè. Dưới đẹp quá. Có chị bên lấy mà, này đi ra. Dưới ôm đá.
Thì bây giờ cũng đã gần nửa tiếng rồi cả nhà, 30 phút rồi. Thì Thái sẽ cập nhật tình hình xem thử là nước, mực nước nó dâng lên tới đâu rồi nhé mọi người. Đây. Hót nước quá. Đây. Nó cao quá. Hột chỗ đây này. Chỗ đây này. Được á. Được không ạ? Chỗ đây này. Thì mình tấp chỗ kia lại. Đắp vào đây nè. Đấy, nên phải sửa sửa lại chỗ đây một xíu không? Đây nó không thật hết. Nó bị hốc nước quá mà. Hốc nước. Đấy vậy đấy. Bây giờ mấy anh em Thái sẽ sửa lại chỗ đây nhé mọi người. Đấy, đấy là một đường đi xuống thôi, không? Ừ. Kéo ông vô mà rác không? Quá hấp dẫn anh nhà ơi, thú vị lắm. Đấy, đường vừa nước cái dâng lên rồi ha. Chảy cho nó mạnh. Thì anh em Thái bỏ ngay chỗ đây, nhưng mà nó cao quá cả nhà. Thì bây giờ anh em Thái sẽ dời cái đó đâm cá xuống như này. Và mọi người thấy nước lên rất là cao đúng không? Đấy, phủ cái miệng đó này là nó sẽ thu hút được cá nhiều hơn không? Rồi, giờ nó chảy mạnh ghê ha. Mới vừa nó chảy đâu có cá. Ồ. Nó luôn. Dạ. Dạ. Rồi, y bài. Quá hấp dẫn anh Vinh ơi. Giờ cả nhà thấy không? Giờ muốn ngập luôn cái toi của cái đó luôn nè. Ê. Coi tắng ở sau đây cho nó chi đó. À, cơn đá cho đây rồi. À, sau này có con đá được. Cơ nó lại nó không cho nó đẩy cái đó đi ha. Wow. Rong không không? Thôi được rồi. Đó. Ừ. Quá tuyệt vời. Hấp dẫn cả nhà. Chảy mạnh ghê ha. Chảy mạnh lắm cả nhà. Hy vọng có cá, có tôm, có tép ha. Tép nó còn dính gì đúng không? Con nào vô đây là dính à? Tép cũng dính mọi người ạ. Tôm, tép nó dính hết ạ. Dính vô mấy khách ạ. Đó, rính bông súng nào, rính nước nào, nướng ngon. Rồi. Rồi, ok. Quá hấp dẫn. Tuyệt vời chưa cả nhà. Vào rừng, vào suối mà đơm cá như thế này hấp dẫn cực kỳ ha. Rồi, thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi ha. Rồi cả nhà, thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi và chờ đợi một thời gian để cho cá nó vô trong cái đó đơm ha. Thì ngay bây giờ thì Thái sẽ tìm một chỗ
ngồi cũng khá là lý tưởng. Và lấy dụng cụ ra ha. Đây, đây là một chiếc son. Chiếc son này theo trong Thái rất là nhiều. Thái có đem theo là một lon gạo nhé cả nhà. Rồi, một lon gạo. Bây giờ Thái sẽ tạo một bếp lửa và nấu cơm ăn nhé. Trong khi chờ cá cá nữa, lát nữa nếu có cá thì Thái sẽ cùng với cả nhà nướng thưởng thức cùng với cơm nhé. Giữa cánh rừng, giữa con suối mênh mông như thế này, ở phía trước kia là cái vực rất là đẹp mọi người ạ. Rồi, bây giờ chớ gạo ra. Rồi, như đây thôi, hai anh em Thái như đây là đủ rồi đấy. Ở đây luôn. Bếp lửa đã xong. Phải son bắt lên thế này. Rồi bây giờ Thái sẽ đi tìm củi khô nhé cả nhà. Tìm hôm là trên này mưa rất là to cả nhà ơi. Việc tìm củi khô cũng rất là khó khăn đấy. Người ta nói là trên rừng là củi khô thì đầy, nhưng mà mùa mưa buổi này hay mưa buổi chiều nên là củi khô khá là hiếm không. Mới lấy được một cây đây thôi, lại đằng kia thì có. Anh Bình thì đang rảo bắt thêm một mớ ốc. Trên này là sợ là mưa ẩm không có. Wow, rừng này mọi người, cây gì đây mà cây móc mèo hay sao mọi người ạ? Nó gai lỗ nó như cây con bạch tuộc ấy. Trên đây thì có cây nào khô khô không? Đây, nãy giờ thì Thái kiếm được mà có vài cây mọi người ạ. Đây có khúc củi khô nè mọi người. Khá là khô không? Mình hơi ướt. Thái thử chỉ ra thử không? Khá là ngon cả nhà. Đây, ngon. Hy vọng nó sẽ cháy không. Cứng cả nhà ơi. Hay đó, hồi hay đó. Được, phải không được. Đi ốc vào đi em bở kia này. Không. Nó mất rồi. Tập con á.
Wow, hấp dẫn cho kìa nha. Rồi, để thêm một ít cây khô này nữa là có củi để nấu cơm nướng cá. Khu vực này không có cái lấy chuối hả anh, phải đi lên kìa biểu á. Nếp rồi. Lấy ốc rồi rồi nó chết hết. Đây cả nhà, sau khi đã chạy củi mà tạo một bếp lửa này rất hấp dẫn đúng không? Bây giờ Thái sẽ tìm bây giờ Thái sẽ tìm một ít bùi nhùi khô rồi nhóm lửa. Trời mưa đây, bùi nhùi khô khá là khó khăn. Cái này thì vỡ ướt không. Đây, đây có mấy cái bông bay nè. Chỗ Thái gọi là mấy cái bông bay. Bé thiệt nhỏ ra. Không có thể là nhóm được không? Để vô. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ nhóm lửa nhé cả nhà. Rồi, để rồi cả nhà. Yeah. Cùng thì có sóc ở nhà không? Hả? Sóc hả? Sóc kêu hả? Rồi cả nhà, sau khi bếp lửa đã cháy nè. Chờ nó có than thì chút nữa chúng ta sẽ nướng cá ha. Rồi bây giờ Thái sẽ đi vo gạo nấu một xíu cơm nhé cả nhà. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi. Thì bây giờ Thái sẽ khói. Sẽ đi vo gạo nhé cả nhà. Gạo ha. Kìa. Thái, mọi người thấy cái đơm cá của Thái và anh Bình không? Thì lát nữa thì mới thăm nhé cả nhà. Bây giờ cũng chưa. Đây, chỗ đây có một chỗ nước suối chảy rất là đẹp. Đây, lấy nước vo gạo nhé cả nhà. Rồi, bây giờ lên ha. Rồi, thì bây giờ nhiệm vụ của Thái sẽ đi nấu cơm. Đây cả nhà, ngồi chỗ đây thì gió nó hơi vật vật mọi người ạ, nó quay ra quay vô rất là khó chịu.
và hấp dẫn đi, vừa rừng vừa suối. À, như thế này là quá là ngon đúng không cả nhà. À, dùng được suối rồi nấu luôn nhé. Lát nữa mấy anh em Thái cũng sẽ dùng được suối để nấu nước uống luôn. Hôm nay là không có đem nước non gì hết nha. Tự tung tự túc, tự kiếm đồ ăn, sống rừng ngủ rừng. Nhiều bạn cũng hỏi là tại sao không làm những video mà sống ở lại 24 giờ trong rừng. Thì nói thật với cả nhà thì mấy anh em Thái cũng không có thời gian cả nhà. Tại vì ngày thường thì Thái cũng còn đi làm, chỉ có chủ nhật thì Thái cố gắng làm video thật hay, thật ý nghĩa gửi đến cả nhà. Nha. Mong cả nhà ủng hộ Thái nhiều nhiều này cả nhà. Chia sẻ và like ủng hộ Thái nhé. Wow, hấp dẫn cho cả nhà ơi. Cơm xoài liền không cả nhà. Rồi thì bây giờ chờ cơm xoài thì anh em Thái sẽ đợi một lát nữa. Đợi lâu lâu một xíu nữa rồi chúng ta sẽ xuống thăm cái đó tôm cá mà mấy anh em Thái đã chặn nước lại hết và mực nước nó dâng cao lên. Rồi sau đó là cá nó sẽ chui vô cái đó. Hy vọng là có thật nhiều cá để quay cho cả nhà cùng xem ha. Mùa này là rừng khô nước mọi người ạ. Cuối mùa mưa. Cuối mùa khô, đầu mùa mưa, cho nên là rừng cái suối rất là nhiều, nó cạn hết mọi người ạ. Mùi cháy quá đi. Thái cứ ngỡ rằng là không qua trời trên này mưa mọi người ạ. Không có củi để đốt, thế nhưng cũng có cháy được là rất là mừng. Đây, nồi cơm đã sôi rồi cả nhà ơi. Rất là nhanh luôn. Đấy. Thái sẽ nấu cháy cháy một chút ăn rằng ngon không? Đi rừng là ăn cơm cháy là ngon hơn. Hè lửa bớt cả nhà. Thôi là nó cháy đen luôn á. Rồi thì bây giờ Thái sẽ đi tìm một cái tàu lá chuối rừng để cơm chín chúng ta sẽ đây kìa. Bể tàu lá chuối sẵn à. Sửa đi chặt tàu lá chuối cho. Có không không? Mang nhiều hơn nhiều à. Mang hả? Mấy bộ tiêu kìa. Sao không chặt? Hả? Sao không chặt? Nè. Thái tính đi chặt mớ tàu lá chuối mà anh Bình đi nãy giờ anh đi kiếm ong. Trên rừng thì ong cũng có nhưng mà mùa này cũng chắc là cuối mùa ong rồi nên không có. Thì anh Bình đã chặt sẵn nè mấy tàu. Thì bây giờ chờ cơm chín nhé cả nhà. Wow, hấp dẫn. Cơm chín rồi. Đúng rồi, tí rồi. Cháy ăn được không? Hả? Cháy ăn được không? Cháy. Rồi cả nhà, bây giờ cũng đã gần 3-4 tiếng hồ trôi qua rồi. Thì bây giờ Thái và anh Bình sẽ xuống thăm cái đó cá, xem thử có cá không nha. Đây. Kìa. Wow. Không biết có cá, có rắn, có ốc, có cua không này không? Wow, cá nhiều, cá nhiều, cá nhiều. Wow, rồng ở ông này. Không mà. Wow, cá cả đống luôn. Wow, mọi người thấy không? Cá, quét ra cá luôn. Đâu có nửa ký rồi vô nhiều cha. Nửa ký hả? Wow. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Wow, một con ở trong đó nữa không? Ốc không? Rồi lên rửa sạch đi. Đấy, mọi người thấy hấp dẫn không? Chặn nước là nước rất là mạnh luôn. Cái đây mà bỏ con gà quay hả?
con gà quay là một cái mức ở trong trống để quay nướng con gà trên đây luôn, hấp dẫn này. Nếu mà nay mai Thái sẽ cùng với anh Bình lên đây quay gà nữa kìa nha. Được nhiêu nửa ký không? 8 lạng. 8 lạng. Wow, có kéo là mừng rồi, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Wow, có đồ nướng rồi. Ở đây chút nữa mấy anh em Thái sẽ đào mấy cái vối này về bán mọi người kiếm tiêu. 100.000 một cây đấy. Rồi, bên sẽ đổ ra này. Đổ đâu đây ông? Lấy một tàu lá chuối đổ ra. Lấy cái bìa. Đây đây. Đổ bìa đổ. Đây, lấy bao đây? Đây, đây. Đổ ra chứ đỡ lên đâu. Sáng cái bao này đựng cái đó đó mọi người. Này. Cái bao ạ. Không phải chỗ gì nữa đâu. Wow. Trời ơi, nhiều. Wow, cả nhà ơi. Còn sống luôn này không? Nhảy 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 nhảy. Wow, hấp dẫn chưa cả nhà. Còn gà chắc nhiêu đây, chắc ốc nữa đây. Ốc nữa ở đâu? Ốc nữa đây. Wow, cá rất là nhiều luôn ha. Quá hấp dẫn quá. Y bài. Đấy. Quá hấp dẫn. Nhiều đây chắc cũng nửa ký á. Ồ, có con cá ở đây nè. Trầu đá gì cha? Trầu đá hả? Sao lại lại? Trầu đá cái gì ông? Con này không phải trầu đá không à? Cái chấm không à? Chấm gì ông đâu? Trầu vậy cha, cái trầu cái miệng vậy. Trầu đá chứ. Không phải, cái trầu đá cái miệng vậy. Chấm gì? Những cái chấm à. Con gì không phải trầu đá. Bò còn sống. Rật rật rật. Wow, một thành quả của mấy anh em mình một con cá chết. Cá chết. Thành quả của mấy anh em mình đơm cá trong vòng 4 tiếng hồ này mọi người. Được nhiêu đây, còn có mồi để nướng cá ăn cơm. Và wow, làm xì rượu cùng với anh Bình giữa rừng này ha. Nó có đẹp cái nha. Nó mất hết. Nó mất hết. Đó, lại đây. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Tình hình nấu cơm chín chưa? Wow, còn chín rồi cả nhà. Và bây giờ chặt cây, xuyên cá. Đây, rừng này thì rất là nhiều cây, thấy thì chọn cây táo để tỉa ra nướng. Lấy cái nắp dung nè. Lật lại nướng hả? Lật lại, bỏ lên. Sao thấy gì mà lụm hoài không hết ông ơi. Nhiều mà. Quá đã ha. Gãy ổ. Sao mà làm cha. Rồi, nồi cơm này cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Rồi, nhấc nó qua một bên. Mà bếp lửa cũng đã tắt rồi. Giờ sẽ nhóm lại để có than nó ké không. Vô nướng. Nước cá một người được gạo, nước hai tấn luôn. Nướng. Vui chưa? Đây, thì bây giờ Thái sẽ kẹp cá nướng nha cả nhà.
con nào to thì kẹp, con nào nhỏ thì lát nữa chiên xù, có chiên xù thì chiên, chiên giòn á. Khói quá. Ta nói hôm nay Thành vẽ đi đơm cá của mấy anh em thấy cá suối rất là nhiều mọi người, gần nửa ký đấy, hấp dẫn quá. Ngáp vừa ngủ gì mà ngủ à, làm gì mà ngủ quay. Nước hồ chín cái gì? À, nước hồ chín gì? Không thấy gì dữ không? Gì dữ không ngon. Tôi cũng cho cái cọng dây này tôi chỉ đúng không? Nha, xem hết video để trải nghiệm cùng với anh em Thái nhé cả nhà. Đừng là xả nhé. Ồ, khói quá khói. Nhưng ngầu ở đây cũng khói vậy. Ngồi ở đây cũng khói hết cả nhà ơi. Cái cọng mây á. Ừ, cọng mây ngon á. Mây chí ra mây ngon ngon. Đây cả nha. Một cây nhé. Bây giờ tiếp một cây nữa nhé cả nha. Rồi, Thái sẽ để lên đây ha. Wow, hấp dẫn ha. Khéo tay khác, người không có khéo tay khác chứ. Ý bài bên đó. Chặt hết cái rừng mà không có, không có cái cây để chỉ nữa. Thì cá mọi người ạ, thì phải mình phải sâu từng đoạn như thế này nè cho nó khỏi rớt. Nếu mà sâu mà bỏ từng đoạn ấy nó sẽ rớt ha. Hấp dẫn quá. Kéo quét rồi kìa. Nướng hết luôn. Có thể nói là cái đó đơm ké mọi người ạ. À.
nó rất là có tác dụng. Mà chúng ta là đắp nước lại, chúng ta đơm cá là hấp dẫn cực kỳ, ngồi chỉ việc chờ đợi thôi là cá nó vô. Wow, hấp dẫn chưa cả nha. Hai cây ngon quá. Không, mới đây mà nó hiện hết, rất là ngon ha. Ừ. Mày hả? Con bay gì vậy? Con bay à mày? Con bay giống mày đâu đây hả? Giống cái mày vậy. Cái chín rồi. Ừ. Nếu cái bia này cá to không? Bia này vì cá lớn. Chẳng cái nhà. Điểm hết rồi. Ngon lên không gì? Ủa, chạy mở luôn. Cái này biếu chạy mở luôn nha ơi. Ủa, nhiều thế lắm. Giờ bằng lát cái cái bia đẹp, bia này đẹp, 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 nhấp trong cái con bao bia. Rồi, đây nha, đáng không? Đây nha, 1V này, 2V này, ngầu qua thấy mặt luôn. 4, 3V, 3V cá, wow. Như thấy được đâu. Để đâu luôn. Đi vào không cả nha. Đấy, hai anh em Thái này. À, sáng giờ đơm cá này. Wow, nhiêu đây là anh quá quá thật cá luôn. Hấp dẫn cực kỳ không cả nha. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Rồi nướng nhé cả nha. Giao cho anh Bình nữa. Nãy giờ tôi xiên rồi ạ. Bỏ đi mà chín cái gì giao. Nữa không? Quý nữa không? Ráng kẹp đồ cây đây gãy không? Rồi thì bây giờ Thái sẽ làm tiếp một cây nữa nhé cả nha. Cá còn rất là nhiều. Tiếp một cây nữa. Hiện tại cây đây là cây thứ 4 rồi đấy. Ồ khói. Hầu quá nào cũng khói hết cả nhà ơi, ăn khói rồi.
Rồi, đây một cây nữa kìa nha. Bỏ rồi nè. Rồi, ở đây. Trời ơi. Đây, cập nhật tình hình cá nướng cả nhà. Quẹo bên đây khói quá khói. Chắc chút nữa phải đi tìm ở chỗ nào ngồi. Ngồi đây khói quá, nướng cá xong rồi đi tìm chỗ nào ngồi. Lên tủ ra. Ông lựa cái tủ gì mà ông hú không. Wow. Thơm dữ không nào. Cháy chưa thơm chưa. Hấp dẫn quá, hấp dẫn ơi. Wow, thơm. Nó thơm lắm kìa nha. Cái suối này. Quá tuyệt vời không. Nồi cơm cũng chín, cá cũng sắp chín. Quá hấp dẫn. Ăn thử. Nhét khúc đây ăn thử à. Không được lắm. Ăn thử miếng này kìa nha. Cá ngọt hơn cá bữa không ạ? Ngọt hơn. Cá thì là nó chết rồi, ngọt sống. Cá ngọt ngon hơn. Chảy đen hết đậu. Dạ, cái này chín cho chín luôn cho đỡ không có. Nhìn kỹ lại. Cái gì cũng nổ nè.